Mã Tư Thuần hé lộ sự thật về Dương Tử, có thực sự vô duyên, béo lùn như lời đồn. Mã Tư Thuần hiện đang là nữ diễn viên thu hút nhiều sự chú ý khi đóng chính cho bộ phim Em là thành trì doanh lũy của anh. Để giúp Mã Tư Thuần tuyên truyền cho dự án, Dương Tử từng đăng một post chúc mừng đàn chị vào đúng ngày sinh nhật. Tiếp đến, các cô gái còn đăng ảnh đi hát karaoke vui vẻ, vừa khoe khéo tình chị em bền chặt, vừa là động thái tăng sức nóng cho bộ phim Em là thành trì doanh lũy của anh. Mới đây, khi tham gia một cuộc phỏng vấn tuyên truyền phim, Mã Tư Thuần đã chia sẻ về người bạn nổi tiếng Dương Tử. Mã Tư Thuần kể rằng Dương Tử rất sôi nổi, hài hước, người đẹp của Hương Mật Tựa Khói Sương mỗi lần đi hát karaoke thì chẳng ngại ngần thể hiện niềm yêu thích đặc biệt. Khi bước lên sân khấu, Dương Tử sẽ nói là đại minh tinh đến rồi đây, mọi người hãy vỗ tay cho cô ngay đi. Mã Tư Thuần cảm thấy tính cách của Dương Tử khá dễ thương, hòa đồng, thân thiện. Trong mắt các bạn đồng nghiệp, Dương Tử chẳng hề kém duyên hay hành xử quá đà như những tin đồn thêu dệt trên mạng xã hội. Ngược lại, Mã Tư Thuần cảm thấy quý mến cô em bởi trong lúc nữ diễn viên gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, Dương Tử luôn quan tâm hỏi han dù thời điểm đó, người đẹp Hương Mật Tựa Khói Sương khá bận. Cùng thời điểm này, Dương Tử cũng tham gia các sự kiện mới, cô xuất hiện với dáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng. So với trước đây, Dương Tử đã gầy hơn rất nhiều, điều này có được nhờ Dương Tử áp dụng quá trình giảm cân khắc nghiệt. Trước đây khi đóng Hương Mật Tựa Khói Sương, việc Dương Tử vào vai đệ nhất mỹ nữ đã khiến netizen nổi giận, vì dẫu cho diễn xuất có ổn định đến cỡ nào đi nữa, khán giả vẫn không chấp nhận được chuyện Dương Tử béo lùn. Một số người cho rằng nhan sắc của Dương Tử tỷ lệ nghịch với mức độ nổi tiếng hiện tại. Cũng vì chịu quá nhiều sức ép từ dư luận nên Dương Tử mới quyết định giảm cân. Có thông tin cho rằng Dương Tử nhịn ăn, tập gym mỗi ngày. Để cho gương mặt thon gọn, Dương Tử còn sử dụng phương pháp tiêm thẩm mỹ. Chính vì thế cho nên không ít lần Dương Tử bị truyền thông Hoa ngữ bóc mẽ mặt cứng đơ không cảm xúc vì chịu di chứng từ việc tiêm thẩm mỹ. Trước đó, Dương Tử cùng Lý Hiện từng đứng chung trên sân khấu thịnh điển và hình ảnh đó đã lao thẳng lên hot search. Đa phần khán giả đều khen ngợi Dương Tử Lý Hiện đẹp đôi. Bên cạnh đó, nhan sắc của Dương Tử cũng có phần thăng hạng sau nhiều fan bị chê béo lùn, phải sử dụng hiệu ứng chỉnh sửa hình ảnh bằng Photoshop để che bớt khuyết điểm. Sau cá mực hầm mật, Lý Hiện liên tục nhận hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu lớn, còn Dương Tử trở lại cùng bộ phim Chàng trai mặc cách ly của tôi, đóng với Mã Thiên Vũ. Chàng trai mặc cách ly đã đứng vị trí thứ 2 trên bảng phong thần lượt xem dành cho web drama. Về mặt chỉ số truyền thông dành cho cá nhân nghệ sĩ, Dương Tử vẫn đứng số 1. Có thể nói Dương Tử tham gia rất ít phim cổ trang, nhưng tạo hình cổ trang nào của Dương Tử cũng để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Nhắc đến các tạo hình cổ trang của Dương Tử thì không thể nhắc đến Cẩm Mịch trong tác phẩm Hương Mật Tựa Khói Sương. Vào thời điểm khi mới công bố Dương Tử đảm nhận vai Cẩm Mịch thì Phán Nguyên Tắc lo lắng nhan sắc của Dương Tử không đủ để đảm nhận đệ nhất mỹ nhân lục giới và hàng loạt các tên sao nữ khác được gọi lên, nhưng khi nhà sản xuất đưa poster nhân vật thì khán giả không thể không khen ngợi tạo hình của Dương Tử. Thật sự tạo hình của Dương Tử không phải đẹp xuất sắc, nhưng tạo hình của Dương Tử nó phù hợp với nhan sắc và tính cách của nhân vật, cho nên khi phim lên sóng rất thành công, luôn dẫn đầu rating các đài. Trong Hương Mật, Dương Tử hợp tác với Đặng Luân cùng nhau kể về câu chuyện tình yêu của Húc Phượng và Cẩm Mịch. Từ một Cẩm Mịch ngây thơ không biết gì, dần dần biết yêu, biết đau khổ, dằn vặt đau khổ, dần dần trưởng thành. Dương Tử đang là một trong những nữ tiểu hoa thế hệ 9X vô cùng thành công trong giới giải trí Hoa ngữ hiện nay. Có thể nói phim nào có sự góp mặt của nữ diễn viên khi công chiếu cũng nhận được nhiều lời khen của khán giả. Với danh tiếng cao cùng lượng fan hâm mộ đông đảo thì việc Dương Tử trở thành cái tên hot nhất nhì CBIZ cũng không có gì quá bất ngờ.